Akashop xin chào 800 quý thượng đế YouTube và Facebook. Như trên màn hình đây là con Vigo 160. Mẫu Vigo mới nhất hiện nay của Honda. Và đây là bởi là xe nhập khẩu các bạn. Rồi chính vì xe nhập khẩu thời điểm hiện tại này là tháng 4 năm 2022. Xe thì có nhưng mà vấn đề biển số sẽ chưa có nha các bạn. Vẫn còn phải chờ hải quan đồ này kia mới ra được biển số. Thì với Vigo 160 này mình đúng là mấy video rồi. Những video trước vẫn là những món thông dụng như là thay cùm, công tắc đèn, gắn trợ sáng, công phim đồng hồ, tiếng tông xi nhan. Hoặc là có một video làm nặng hơn đó là chơi hai cục gương cầu S500 và những cái option đi kèm. Thì hôm nay vẫn là những cái option mà quen thuộc các bạn. Đó, thứ nhất đó là phần tắt đèn chiếu sáng, nhưng mà xe này khác đi với những xe trước. Xe này anh chủ xe yêu cầu tắt hết luôn. Tắt hết là tắt đèn chiếu sáng có pha, tắt đèn đờ mi, tắt đèn sau, tắt đèn biển số. Tí xíu mình sẽ cho bạn xem nữa. Và việc là thay cùm thì là cùm hôm nay chỉ là cùm vaccine, không giống như video trước kia là một video là móc cùm zin, còn một video là thay cùm CB60F. Còn video hôm nay phần tắt đèn vẫn là móc trên cùm zin. Đây các bạn, cùm zin các bạn mình móc cái tắt đèn, sử dụng từng nấc một để làm chi nó mới tắt được tất cả. Các bạn muốn tắt tất cả giống như video này, tắt tất cả giống video này là sẽ chọn giải pháp là móc trên cùm zin, để công tắc này nó có tầng nấc một, cái nấc ở giữa là mình tắt đờ mi. Đương nhiên khi tắt đờ mi là tắt chiếu sáng rồi các bạn, lưu ý điều đó nha. Đây đờ mi đã tắt nè, thấy chưa? Đó các bạn hãy gõ nha, đờ mi chiếu sáng nè, không có pha ha. Tắt đờ mi, tắt đờ mi là tắt luôn cả đèn hậu và đèn biển số. Đây các bạn, đèn hậu và đèn số, nhưng mà đang tắt đèn đờ mi bóp thắng vẫn có. Cho tín hiệu thắng. Mình nhắc lại khi tắt đèn bóp thắng vẫn có buồn thắng nha. Rồi mở đèn đờ mi. Mở đèn đờ mi là các bạn hãy gõ là đèn biển số và cái đèn hậu sao sẽ sáng. Đây là nấc giữa trên công tắc đèn nha, bóp thắng. Không, cái này vẫn bình thường các bạn ha. Đây là tắt đèn nhưng mà tắt là tắt tất cả trước sau. Rồi. Đây, các bạn xem công tắc đèn. Còn cái nấc cuối nè là tắt chiếu sáng nè. Không, các bạn nhìn kỹ nha. À, đây là chùm sáng của chiếu sáng, trợ sáng tí xíu mình sẽ nói tiếp đó ha. Rồi thì đây là đèn zin, từ từ sẽ có mạch tăng sáng cho bạn chơi. Lên gương cầu thì lên một bên hoặc hai bên tùy các bạn, đó tùy theo điều kiện kinh tế các bạn. Mình đã làm một video lên hai cục bi S500 cực kỳ tê về độ sáng và độ ngầu của chiếc xe sau khi các bạn đã nâng cấp gương cầu ha. Rồi mình nói tiếp về phần đồng hồ. Thì phần đồng hồ cũng giống như Vigo đời trước. Các bạn đợi xíu mình tắt đèn nha. Tắt đèn thì các bạn sẽ thấy được cái vấn đề 7 màu. Đây. Thì với Vigo 160 này, hãng đã lắng nghe thì cái vấn đề mà dễ bị vô nước. Thì hãng đã xử lý tốt hơn cái vấn đề phích chống nước cho đồng hồ Vigo 160. Còn đối với 150 và 125 đời trước rất dễ bị hiện tượng vô nước. Khởi động động cơ giùm mình. Rồi đây các bạn, thì Vigo 160 này nó vẫn có vấn đề là giống như xe thắt là bóp thắng bên trái, bóp thắng sâu vô mới đề được. Nó khác với Vigo đời trước là bóp thắng bên nào cũng đề được, nhưng Vigo 160 cái tay thắng bên trái phải bóp thắng sâu vô nó mới cho bạn đề máy cái động cơ. Cái tính an toàn của Honda nó tính nó phải có thắng gài thắng sâu, là lúc đó bóp thắng lại những lúc đề thì mới khởi động được động cơ. Đây bây giờ mình đang lên ga đó các bạn, mình lên ga để mình cho cái km trên đồng hồ nó hoạt động, để bạn thấy rõ là phim màu sau khi làm rồi nó sẽ có đủ màu cho đẹp mắt như thế này ha. Rồi bây giờ mình sẽ tắt khóa xe, rồi mình mở khóa xe lại cho các bạn. Đó các bạn, à thấy rõ ha, cực kỳ đẹp mắt đúng không, bóp thắng sâu gì mình. Nè các bạn để ý nè, mình bóp thắng bên tay phải đề máy không được nha. Rồi bóp thắng bên tay trái, bóp sâu vô. Đó lúc này mới cho các bạn khởi động động cơ. Đây là tính an toàn trên xe Honda. Và cái tính này, cái tính an toàn là trước đây những xe thắt mới có, xe ga nhỏ không có à. Bây giờ Honda đã cho triển khai trên dòng ga nhỏ luôn rồi. Đó. Rồi mở đèn lại giùm mình cái. Các bạn đợi xíu mình cho mở đèn lại nha, để cho nó sáng chút xíu. Nãy giờ là do các bạn coi phim mỹ màu nên mình sẽ
giảm độ sáng xung quanh lại. Rồi bây giờ là cái đờ mi zin là màu trắng, mình đã đổi sang màu đỏ theo cầu chủ xe. Mai mốt mình sẽ giới thiệu sản phẩm là A11 cho bạn xem, các bạn tham khảo cho dòng Vario 160 này. Thì nó cũng giống như Vario 50 thôi, sẽ có A11, sẽ có i8 rồi đầy đủ cho bạn chơi. Đó các bạn, i8 là chỉnh nhiều màu trên app, nhưng mà nó không có chạy tới chạy lui nha các bạn. Còn A11 cũng là chỉnh nhiều màu trên app, nhưng mà nó có chạy tới chạy lui, nó đánh qua đánh lại, nó rất nhiều kiểu đẹp hơn ha. Rồi bây giờ bát xin nè, cái cùm bát xin hôm nay á, như mình đã nói ở đầu video, là không phải móc cùm, mà cũng không phải là cùm CB650F, mà đây là cùm B-Ship Vaccine, hay còn gọi là cùm trái vaccine á. Nó sẽ có hai dạng, một dạng là B-Ship Mod, là cái cùm này là chữ Mod, chữ M-O-D-E. Cái ngoại hình nó y chang luôn, nó chỉ khác là chữ Mod. Còn cái cùm này nó để chữ vaccine luôn, nó đúng bài bản hơn đó, nên gọi là cùm vaccine. Cái lẫy vaccine là zin nha, không phải là mình móc. Cái cùm này là cùm zin của ông Đa luôn. Rồi mình sẽ làm điện lại, làm dắt lại cho phù hợp với từng dòng xe đó. Thì xe hôm nay á, ngoài việc là tắt đèn là sẽ, và anh chủ xe anh có gắn luôn là một cặp đèn trợ sáng di quanh đây các bạn, mở nắp nha, cho nắp luôn. Đây là đèn trợ sáng di quanh các bạn, di quanh V5 đó, thì hiện tại là V5. Các bạn ha, đây, đèn này là đèn nhỏ gọn, đèn này bảo hành 18 tháng. Nó có đèn thông dụng nữa, lấy trên cái hộp đèn thông dụng trắng vàng. Đây là đèn thông dụng các bạn, loại này nó rẻ hơn nhiều. Loại này là kêu là hàng thông dụng, giá tiền cực kỳ mềm, dễ xài, bảo hành 6 tháng các bạn. Xịn sò hơn cái đèn thông dụng này, nó có đèn Kenzo X100 và Kenzo Z20. Các bạn ha, còn con này con Z1, Kenzo là bảo hành 1 năm, còn con này bảo hành tới 5,5 lần các bạn. Những cái đèn này thường đa số nó sẽ có hai màu trên một đèn, màu trắng và màu vàng. Nó có loại trắng trắng luôn các bạn, trắng trắng thì hiện nay chỉ có Z1 có hàng trắng trắng, và con Kenzo Z20 là tầm gần màu trắng, tầm sao màu trắng luôn. Còn thông dụng đa số là hai màu trên một đèn, tầm gần màu trắng, tầm sao màu vàng, hoặc là tầm gần màu vàng, tầm sao màu trắng đó. Thì vaccine hôm nay là mình thiết kế là vaccine cả hai đây các bạn, là bát xin hai cây trợ sáng và cả đèn zin luôn. Cái công tắc này nè là công tắc tắt mở đèn trợ sáng, các bạn bật xuống là các bạn mở đèn tầm gần, các bạn bật lên là các bạn mở đèn ở tầm xa, các bạn rõ không? Cực kỳ dễ xài, để giữa là các bạn tắt. Nào mình mở lại nè, bật xuống là mở đèn tầm gần. Anh chủ xe anh chọn trắng gần vàng xa, chọn xa màu gì sẽ là bát xin màu đỏ, các bạn thấy rõ không? Bật lên trên là mở đèn tầm xa, và vàng này là vàng kia là vàng sương mù, vàng đậm. Còn các bạn muốn chơi vàng nắng, các bạn chọn con Kenzo X100 hoặc Kenzo Z20 sẽ là vàng nắng. Còn các bạn chọn con Z1 này và cái con thông dụng này nè, thì vàng sẽ là vàng sương mù, vàng đậm á, đi trời mưa hoặc trời sương mù nó bám đường tốt hơn là cái màu vàng nắng của Kenzo X100 hoặc là Kenzo Z20. Thì cái đó là tùy mỗi người, tùy cái sở thích của mỗi người mà các bạn chọn cái đèn là phù hợp với các bạn, phù hợp màu sắc và là phù hợp với túi tiền của bạn. Rồi còn chức năng kèn xi nhan đồ là cái cụm này là y như zin, có pha đầy đủ luôn. Đây mở đèn nè các bạn, mở đèn ở chế độ code nè, pha nè, thấy chưa. Nhưng mà khi pha đây, khi pha này là cái màu trắng zin nè, nhìn bên trái tay mình nè. Còn cái vàng này là vàng của chợ sáng nha, chợ sáng nó sáng rất là mạnh nên mình phải đánh tay lái qua một bên để bạn dễ thấy nè. Đó thì các bạn muốn mở pha nó sáng cả đèn zin, pha zin và chợ sáng vẫn được như thế này. Còn các bạn muốn mở pha mà cái thằng chợ sáng nó không sáng á, mình vẫn làm điện được nha các bạn, đó tùy nhu cầu của bạn thôi. Nhưng mà khi vaccine á, vaccine cả hai cho bạn được luôn đó. Thì tùy theo mỗi dòng xe và tùy theo cái các bạn đi cùm gì thì cái cách làm điện nó sẽ khác nhau, cái điều đó các bạn nên ghé trực tiếp để tư vấn. Bây giờ mình sẽ cho bạn xem cái góc nhìn từ trước, tắt đèn nhìn. Để là mi đi. Đây các bạn, lúc mà mình đang tắt đèn chiếu sáng mình bắt xin nè. Đó các bạn nhìn kỹ là bắt xin cả hai nè, bắt xin đèn zin và bắt xin cây trợ sáng nè, thấy chưa? Bắt xin gì mạnh. Bắt xin đèn zin và bắt xin trợ sáng. Đó các bạn nhìn kỹ nha. Ok ha. Rồi bây giờ mình mở đèn code, mở đèn ở chế độ code. Đây. Mình bắt xin thử.
thấy chưa, nó vẫn bắt xin đèn zin và chợ sáng luôn. Rồi bây giờ mở đèn chợ sáng ở màu trắng ở tầm gần rồi các bạn, mình nhấn bắt xin thử đó, phải rõ ha, là bắt xin cả đèn zin và đèn chợ sáng ở chế độ màu xa là màu vàng. Rồi tắt đèn chợ sáng đi, tắt đèn chiếu sáng luôn, bắt xin rồi các bạn ha, coi lại nè, bắt xin nè. Rồi ok, thì chợ sáng á mình lắp, mở đèn chợ sáng là mình lắp từ trên chẳng ba, mình thả một cái bát nhôm xuống, các bạn nhìn kỹ nè, cái bát nhôm mình thả từ trên xuống nó qua được cái hệ thống giảm sốc rồi, thì đi như vậy nó sẽ giảm được cái tưng sốc trên cái đèn. Còn mình thấy nhiều bạn á gắn chợ sáng á, người ta gắn cho bạn lên cái vỏ phuộc, gắn cái con ốc này nè, đảm bảo đi các bạn đi cực kỳ tưng sốc luôn. Đi như vậy á nó rất là tưng cái đèn, nó giảm tuổi thọ cái đèn rất là nhiều. Bởi mình không bao giờ mà nói khách nên gắn ở vị trí này, thường thiết kế là sẽ qua hệ thống giảm sốc đi, nằm trên hệ thống giảm sốc để chi, nó đã giảm được cái độ tưng sốc của mặt đường rất nhiều. Còn bạn lắp trực tiếp trên cái vỏ phuộc như nè, nó cực kỳ tưng sốc. À, đèn chợ sáng của mình luôn luôn đã thiết kế để làm sao nó nằm trên cái hệ thống giảm sốc để nó giảm cái độ tưng sốc, nó kéo dài, nó tuổi thọ của đèn các bạn được kéo dài hơn so với cái cách là các bạn gắn đèn lên cái vỏ phuộc. Rồi thì hôm nay đơn giản với nắp xanh như mình vừa nói, một cặp chợ sáng Yuan V5 đổi màu đèn đờ mi sang màu đỏ, làm tắt đèn, tắt tất cả luôn, tắt đèn mi, tắt đèn hậu, tắt đèn biển số, tắt đèn chiếu sáng, cùng với cùm bát xin 7 màu đồng hồ và tiếng tiếng tông xi nhan. Đây các bạn lắng nghe tiếng tông xi nhan, cái tiếng này là âm thanh nó vừa đủ nghe, nó không kêu lớn nha, cho chủ xe biết, bảo ơi, bảo chủ xe biết là đang mở xi nhan, các bạn nghe kỹ đó, cái tiếng này nghe cực kỳ là dễ chịu cái tai, tiếng tông tiếng tông. Nên cái món mà tiếng tông xi nhan này hầu như là anh em rất, hầu như đa số là anh em sẽ gắn, đa số luôn, nó giống như một cái món mà thông dụng rồi các bạn. Rồi công tắc đèn, công tắc bát xin, tiếng tông xi nhan, đèn chợ sáng, đổi màu đờ mi, phim mấy màu đồng hồ trên một chiếc Vigo 160. Rồi các bạn cứ tham khảo cho những video dòng xe Vigo và những dòng xe khác tại Facebook và YouTube. Thời gian làm việc của shop là 9 giờ sáng đến 6 giờ 30 tối và làm việc suốt tuần các bạn nha. Và video là xin chúc, xin mời mọi người dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trên những video. Mọi người xin cảm ơn và xin chào các bạn.